Nam mô tất xa Phật-a-va-tô A-ra-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam mô tất xa Phật-a-va-tô A-ra-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam mô tất xa Phật-a-va-tô A-ra-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Huynh cũng rất là cảm ơn chú Thiện và chú Đinh Ngôn và đây chú gì? Dạ, Phúc. Chú Phúc, ba chú để cùng đồng hành để mà đưa bé Ven đi tới cái ngôi nhà của tôi. Tôi rất vui mừng và hoan hỷ, và trước là chúc ba chú được thân tâm an lạc và dạng sự bình an luôn cả gia đình và cả bạn bè. Đó. Thì hôm nay tôi rất vui mừng để mà cô Ngân để đến cái ngôi tam bảo của tôi. Và trước để mà kính chào các vị cô bác lớn và anh chị em và các vị thiếu niên, tôi cũng tình cờ coi trên Facebook cái gì đó, coi trên cái gì, YouTube. Thì thấy cô Ven đã lên YouTube để mà giảng pháp, tôi cũng có lòng hoan hỷ để mà tôi mời cô Ven đến nhà tôi. Và một lần nữa tôi xin trân trọng và rất biết ơn ba chú và có mặt cô Ven tại đây. Dạ mô Phật. Thì bước vào thì nói trong cái cuộc sống á, có để mình nói từ cái đề tài là cái thân tứ đại này, là nói gì trong cái danh tự của nhà Phật nói là thân tứ đại. Đất, nước, lửa, gió. Thì thôi mình nói là cái thân chúng sanh là thân phàm phu đi. Cái nghĩa là thân phàm phu. Thì bây giờ là anh em mình đều đồng hành với là cô Ven, đều là thân phàm phu hết, tất cả phải không cô Ven? Thì huynh coi trên mạng YouTube á, thì huynh thấy mũi thức cô Ven á xuất hiện lần đầu tiên á, ngồi tại ở mé đường và cầm một cái cây quậy vơ vơ. Thì có một cái chú YouTube đến quay. Thì đợt đó thì tôi mới bắt đầu tôi theo dõi. Thì tôi cũng coi rất là nhiều, khá là nhiều về ở cái hướng tâm linh ở dưới núi Cấm. Và tôi thấy cô Ven này trong cuộc sống thì có kể lại, mấy YouTube có quay lên có kể, chú YouTube quay lên có kể. Thì khổ từ hồi nhỏ, nghe nói là mẹ ẩm đi bán 2 tháng phải không? Thì giờ mình nói huynh nói với ba chú á, thì giờ mình quay ngược lại cái cuộc sống như cô Ven thì mình thấy cái cảm nhận nó rất là đau khổ. Mỗi người ai sanh ra cũng phải có hoàn cảnh hết, cái này có thực tế của đời sống. Và cô Ven đây á đã trải qua từng hồi nhỏ cho tới cái tuổi 26 này, để trải qua quá trình phải là 26 năm cực khổ. Mà đời người ai cũng phải trải qua cực khổ hết, mà mỗi người có trải qua cực khổ đều khác nhau và không ai giống nhau, không ai giống nhau. Mà thấy cái cực khổ của cô Ven á kể lại á thì tôi rất là động lòng, mà thật chất ra thì tôi không có phương tiện để mình xuống gặp cô Ven. Ngày mai tôi rất vui mừng để mà gặp cô Ven tới tại xá của tôi. Dạ thưa huynh, huynh cho đệ hỏi thăm á, với cái cách nhìn của những vị tu tập á, thì huynh nhận thấy hình tướng của chị Ven
như thế nào, hy vọng rằng Huynh có thể chia sẻ cho quý vị Phật tử cũng như là quý vị khán giả gần xa được biết ạ. Bây giờ tôi xin trả lời trước là chú Ngôn hỏi câu nói này, rồi sau đó cũng trả lời cho tất cả những cộng đồng mạng và cô chú bác và anh chị em, các vị nhỏ tuổi. Cái mỗi phương pháp tu hành á, có mỗi người đều ngộ một cái giác, một cái pháp riêng biệt. Và thời Đức Phật nói đó, chúng sanh nào thấy giới lực của ta và giáo pháp của ta là đại tử của ta. Còn nếu chúng sanh nào không thấy giới lực của ta, giới lực là gì, là mình giữ giới, sát sanh tà dâm nhậu nhẹt hút thuốc là giới lực. Đó. Còn pháp giới của ta là gì? Là pháp học, pháp hành, là giới pháp. Mình thấy cái đó đó mới là đại tử của ta. Và nếu chúng sanh nào mà không thấy những cái pháp giới của ta và pháp học của ta là không phải đại tử của ta. Đó. Thì nói cái chung quy á, thì nếu mà theo cái thời mà lịch sử để lại tới ngày mai á, Huynh tìm hiểu á, thì tới là 84.000 dạng pháp môn. Mà mỗi người con người tu á đều một cái căn duyên. Cái điểm này là điểm nhấn mạnh nha, điểm nhấn mạnh. Mỗi căn duyên của mỗi vị đều một cái pháp môn để ta quay về cái chỗ thân tâm an lạc và ta giác ngộ được cái pháp đó. Còn nếu nói về mà cái không có căn duyên và không có một pháp môn thì mãi mãi tìm cầu không được. Mình nói câu ví dụ như bây giờ là mình đi tu á, mình tìm cái tu á thì giống như mình lạc vô cánh rừng. Mà mình tìm hoài không đúng cái pháp môn của mình thì mãi mãi xa lầy trong cánh rừng, không ra được khỏi cái cánh rừng. Đó. Thì mỗi người có một cái căn duyên, là có nghĩa gì? Một cái pháp môn căn duyên cho họ. Là theo tôi thì tôi căn cứ vào trên mạng á, tôi có coi cái một đoạn của VN nói á, của VN đã đại thiện căn. Cái từ này đại thiện căn. Nếu nói về một cái từ mà đại thiện căn á, thì chắc mấy vị sư lớn tuổi đã tu qua 40 hạ, 40 hạ, thì các vị này biết cái đại thiện căn là như thế nào. Thì mình nói nôm na cái đại thiện căn là nói là có người trình độ quá giỏi là mới kêu bằng là đại thiện căn. Thì mình nhìn dầm có góc nhìn á về cái sự việc của chính của Huynh nhìn, Huynh nói đây là cũng không có dính gì liên quan tới Phật giáo, mà cái góc nhìn và cái góc tự tín ngưỡng của chúng sanh đều nhìn được và đều nói được. Ở đây cô bên này đã có cái thiện căn rất lớn, thì thôi tôi cũng xin nói như vậy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa huynh, còn về những cái lúc mà chị bên thuyết pháp á, giống như là nhận điển á, để nói lên những cái lời pháp á, thì sau khi những cái clip đó mà Huynh nghe rồi á, thì Huynh cảm thấy như thế nào về những cái lời pháp này? Tôi cũng xin trả lời với chúng Ngôn một lần nữa. Mỗi vị, những bậc trưởng lão tu, những vị sư cô tu, mỗi cách nhìn mỗi khác nhau. Bây giờ mình nói cái xã hội hiện tại thì cũng phải có xấu và tốt. Mỗi người có một cách nhìn. Còn riêng cá nhân tôi thì tôi nhìn cô em nó giảng pháp thì tôi chính thức tôi thấy được và tôi phân biệt được là thuyết pháp một cái bài pháp của nhà Phật là điều đó rất tốt cho chúng sanh. Đó. Còn tôi nói vấn đề gì riêng cái cá nhân nữa thì tôi không nhận định được. Bây giờ tôi nói là cô Vên ở đây là thân tứ đại, là thân chúng sanh cũng giống như anh em tụi mình ngồi đây. Mà một cô Vên đã khổ từ thở nhỏ, mẹ ẵm 2 tuổi đi bán, tới ngày 26 tuổi không có đi học mà lại biết giáo lý của nhà Phật. Cái điều này xin quý vị và bà con cô bác hãy xem kỹ lại. Đã xem kỹ là điều này. Giống như tôi đi, là hồi xưa tôi học lớp 4 thôi, mà tôi nói chuyện chỉ lớp 4, mà tôi học lớp 12 tôi nói chuyện lớp 12 nha. Còn tôi học luật sư tôi nói chuyện luật sư tại vì tôi có đẳng cấp, tôi có lớp 4 chỉ lớp 4 mà không thể nào qua cái vị lớp 12 được. Bây giờ mình xem lại câu viên này, cổ không có đi học mà cổ lại biết thuyết pháp giảng pháp cho chúng sanh nghe, là cái điều này đều tôi rất quan hỷ và đều tốt và lợi lạc cho chúng sanh. Đó. Còn mỗi cá nhân, mỗi vị, mỗi người nhìn nhận như thế nào á là mỗi cá nhân đó. Đó là tôi xin chấm dứt. Yeah, uống nước đi, đi uống đi mọi.
Dạ thưa chị Ben, chị Ben cho em hỏi thăm đó chị Ben, thì chị Ben có cảm nhận như thế nào và chị Ben có cái lời gì để cho sư huynh tinh tấn tu tập hơn, trở về sau hay không? Hy vọng rằng là chị Ben cho ý kiến hả? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì sư huynh giữ chọn đạo hạnh thân tâm an lạc, nhất định sẽ trở về tánh không. Dạ. Phải giữ thân tâm an lạc thì mình mới nằm trong tánh không, là giới định tuệ. Giới định tuệ của mười phương chư Phật có ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Bạch Đức Như Lai. Giữ giới thanh tịnh là nghiêm trang thanh thoát, giọng nói thanh thoát đoan trang. Bởi tâm sinh tướng, lòng từ bi đạo hạnh khai mở trí huệ nhãn. Không có lòng từ bi, không có đạo hạnh là không có mở huệ nhãn, là con mắt thứ ba đó. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy là sư huynh cần phải định tâm hơn nữa. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nói tiếp thì thôi, bây giờ mình nói cái sự việc của đời sống thôi. Còn giờ cái pháp thì khi nào nó đủ duyên thì nói ra. Thì mình nói chuyện cái sự vui vẻ thoải mái. Thì thôi bây giờ cô Ben nó đã trải qua như vậy thì huynh cũng mới gặp, thì huynh không nhắc về cái chuyện quá khứ, mà đã quá khứ là quá khứ. Thì thôi từ hôm nay đến nhà huynh thì đây có ba chú ở đây, cái lời nói này cũng là tự trong trái tim của huynh. Cứ thanh thản và thoải mái, mọi việc gì thuận theo duyên, thuận theo trời và Phật. Bây giờ chúng sanh ai cũng vậy hết, cũng phải cầu Chúa, cầu trời, cầu Phật thôi. Hôm nay tôi cũng đã nói trên cộng đồng mạng, và tôi có sơ sót gì ở thì các vị đều bỏ qua. Thì bây giờ ai khổ quá cũng phải kêu trời kêu Phật, ai khổ quá cũng ơi Chúa ơi cứu con. Thì thôi bây giờ mình nói về cái góc nhìn ở đời sống hiện tại á, thì mình trải qua cái khó khăn và mình trải qua cái chuyện quá khứ. Thôi tạm thời nước đã chảy xuống hết rồi, không có bây giờ mà muốn lại được hết. Và trong thời điểm Đức Phật có nói một câu, phải luôn luôn lúc nào tỉnh thức. Đó. Phải sống trong cái tỉnh thức, và tức là sống ngay trong có chánh niệm và ngay trong cái hiện tại, phải đánh phiền não, diệt u minh. Là u minh là gì? U minh cái chuyện quá khứ. Cái quá khứ đã mình một tiếng hộ trải qua giấc buồn, mà cái hiện tại mình anh đang ngồi nói với chú rồi đó. Chút xíu nữa chuyện thương lành tiếng hồn anh khóc nước mắt rồi mấy chú đâu biết, rồi sắp tới nữa đó. Thì này cũng là nói mình căn cứ vào Đức Phật nói, thì hằng ngày mỗi lúc mỗi sanh diệt thân tâm đều sanh diệt đó. Một cái thân của mình đó, thân tứ đại của mình đó. Nếu mà nói về nhà khoa học chứng minh đó, một giây đó, một tế bào đó, nó sanh diệt liên tục. Một cái tế bào này đó, nó đều có một cái sắc na, thì trong nhà Phật gọi là sắc na. Còn cái trí tuệ của mình á, cũng một giây một phút nó cũng sanh diệt thân và trí tuệ, hai cái đều sanh diệt giống như hai cái lằn đường xe. Cái tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị dao động hết. Thì hôm nay tôi có nhân duyên để ngồi với cô Ben, để tôi cũng chân tình để tôi nói, cũng chúc cho trên cộng đồng mạng các cô bác lớn và các vị thanh niên và các em bé sống luôn luôn lúc nào phải là cái tỉnh thức, và ngay trong cái chính hiện tại này là cái điều quan trọng nhất của mọi chúng sanh và mỗi con người. Thì đó, thì thành thử mới quay lại vấn đề cốt chuyện của cô Ven á. Thì thôi cái chuyện nó quá khứ thì ai cũng đã có hết, huynh cũng có ở đây và ba chú đây cũng đã có. Mình đệ tử Phật, con có Phật, hả chú Vinh cười đó nha. Thì mình phải bắt chước theo Phật, sống ngay cho thực tại. Đó. Chuyện tiếng hồ sao nãy giờ đi vào đường chạy mệt, không biết, không nhớ. Nhớ chi cho khổ. Không nhớ. Nãy giờ ngoài gì đó, giờ xe đậu cũng không nhớ, là bỏ xe luôn đó. Không thèm nhớ, nhớ mệt lắm. Cái đó là mình không có nên tư tưởng phiền não bởi quá khứ vị lai. Nhận chọn thọ mạng hiện tại mà nhận thọ thân tâm an lạc. Thân tâm an lạc là khởi nguồn bởi cái tâm từ bi đạo hạnh trí huệ nhãn. Đó. Thì bắt đầu mới nói chứ giờ đứng ngôn là hôm nay là với chú Thiện, với chú nhân viên để ngồi với tôi. Tôi thì thật ra thì tôi cũng không có muốn lên cộng đồng mạng đâu. Tôi cũng là một nhà doanh nhân chứ không phải thường.
không phải cao cao sang gì hết, mà nói thành phố Hồ Chí Minh đều biết tôi. Và tôi tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, mà tôi nghiên cứu mà giống như mà tôi coi phim Lý Tử Long hồi xưa vậy đó, mà tôi nghiên cứu giáo lý Đức Phật, mà tôi nghiên cứu mà từ 2005, mà tôi nói thật chắc mà tôi bỏ công việc làm, thậm chí tôi có bà xã tôi cũng bỏ, mà tôi mê tôi nghiên cứu, có khi tôi bỏ ăn luôn. Và cuối cùng á, tôi tìm lại tôi thấy được cái gì không, chính là cái đích thật của chúng ta. Bây giờ sao Đức Phật nói là ta sẽ thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Bây giờ nếu ai cũng nói hở ra cái gì cũng nói là chúng sanh thành Phật, mỗi gì cũng niệm và giải tự lâm hết, mà cái thành Phật cái ngay cái chính hiện tại nè, là thành chỗ nào đây nè, để tôi cắt nghĩa cho nè. Hiện tại u minh phiền não làm sao thành, phải không cô em? Bây giờ mình hiện tại mình sống an lạc thì ở đây là chỗ an lạc, không có mong cầu để mình niệm Phật về cực lạc làm chi. Tôi nói câu nói này hơi đụng tới vào cái học Phật giáo, mà chính tôi nghiên cứu đây mà tôi cảm thấy thân tâm tôi an lạc, cảm thấy tôi ăn một gói xôi hay hoặc chiều nay tôi không có gạo ăn, tôi ăn gói mì tôi cảm thấy an lạc, là tôi chính đây chỗ này có thiên đường, có tôi chi đâu chi xả trời trời. mình nói chuyện cũng phải có vui vui chút. Anh mà lên cái YouTube này á, mấy chú người ta coi đồng lắm, thì anh nói ngôn nè, cái đau khổ là Đức Phật đã từng nói, đau khổ là chính tự ta đó, khôn khôn dại dại khùng khùng điên điên ma ma gì đó cũng là tính tự ta hết, mà chẳng qua là cái câu tên A tên B tên C tên tâm á là tự mình đặt ra thôi, còn chính tự cái tâm thức của mình, ý thức của con người mình tu là gì, để sửa gì, sửa cái bản tánh. Cái bản tánh là chúng con biết bản tánh của chú không, thí dụ giờ bản tánh cơ chú giờ thích hút thuốc hoài nè, thôi bỏ hút thuốc đi. Cái bản tánh này uống rượu hoài nè, bỏ bản tánh này đi. Cái bản tánh này đi đá gà nè, bỏ đi. Còn giờ mình đi đá gà thì mình sẽ gặp người bạn đá gà, mình uống rượu mình sẽ gặp người bạn uống rượu, thì có nói sao trong cái quân tập, cái đó là quân tập hàng ngày. Còn cái bản tánh của mình bỏ đi, quay về số không nè, như cô Vê nói nè, hãy học và an nhẫn gì, an nhẫn bát nhã ba la mật tâm kinh, nhẫn nhục, hãy nhẫn nhục bát nhã ba mặt tâm kinh. Bát nhã ba mặt tâm kinh là gì, là quay về cái không, mà chính hiện tại con người mình có cái không, đến không về không, đoạn giữa phải có không, nếu chấp nhận tu quay về cái không này. Còn bây giờ mà đã nói có tu tu, mà tôi nói về tôi niệm Phật A Di Đà Phật, tôi niệm Chúa, mà chút xíu ra tôi ăn tô phở, chút xíu nói trời ơi con tôi không có tiền đóng tiền trường, chút xíu có tiền điện lại đòi tiền điện, làm sao không được. Cái thân tâm an lạc thử quay về cái hiện tại, mình chấp nhận quay về cái không, là có nói gì, buông xả. Cái người tu cái hành đạo, không hành đạo thì thôi, thì cho không biết hành đạo, còn biết hành đạo chả dễ không. Hôm nay tôi nói có những gì mà các vị đại trưởng lão và đại đức á, hỷ xả bỏ qua con, con biết gì con nói nấy thôi. Đó. Con cũng căn cứ vào cái danh tự của giáo pháp của Đức Phật 2500 năm để lại con nói thôi. Thì mình muốn tu là chứ gì, phải sửa cái tánh tình của mình, quay về cái không. Cái không hiện tại là cái không như thế nào, đến đây không, mình chui vào bụng mẹ thân, tinh cha quyết mẹ, về cũng không, không đem theo cái gì. Mà cái hiện tại cái người tu phải quay về cái không mới là hay. Còn tất cả đều là phương tiện hết, thân sanh diệt, não sanh diệt, tâm sanh diệt, tất cả không có điều gì chắc chắn trăm trăm, phương tiện không, mình mãi mê với nó cuốn mình. Làm vậy chi, phải không cô em? Dạ, phải. Mình tỉnh táo đi, còn cái chuyện đó mà bây giờ mình phải biết chắc nè, ngày mai chết, 60 tuổi chết, mình có đem theo được gì đâu. Mà đó, Đức Phật đã giác ngộ được là sanh, lão, bệnh tử. Đó. Thì nếu như mọi người nào tu phải nhìn nhận những lời của Đức Phật để lại, sanh lão bệnh tử, thì đã có thân này là đã có khổ, rồi có sanh, có già, có lão, và phải có bệnh, phải có tử. Thì bây giờ ngày mai mình tử vậy đó, tivi, điện thoại, cái quần, cái áo này có đem theo không? Sợ chiếc nhẫn mà vợ con thì cái anh em lấy lại, cái thân tứ đại này trả về đất nước gió lửa, nó có đem theo được gì? Mà nếu nói câu tu thì không sao, tại sao mà không quay về ngay cái thực tại? Tất cả là phương tiện thôi, chiếc xe phương tiện, đôi dép phương tiện, cái nón phương tiện,
Đó. Thì thôi, nếu muốn nói thì nói về cái đạo pháp thì nói cũng có thể mãi mãi, nói hoài vẫn được. Thì thôi tôi cũng tạm thời để mà dừng lại, chứ còn nói nhiều quá thì cũng không được tốt gì mấy. Đại cũng có một câu hỏi để cho đại hỏi. Dạ, mô Phật. Dạ, thưa sư huynh, thì vừa rồi đệ được nghe huynh nói là bây giờ mình từ có, mình phải trở về không? Từ không, từ đến đây không. Đã mình đến đây không, nhưng mà mình đã có rồi, bây giờ hiện tại là mình đang có nè. Có nhà, có cửa, có xe nè. Nhưng mà bây giờ mình phải buông bỏ hết để trở về không? Như vậy thì mình buông bỏ tất cả hết, thì vợ con mình, những cái nghiệp nghiệp của mình, như vậy đã buông bỏ hết thì nghiệp còn lại ai mang? Dạ, nghĩa cho nghe. Dạ, nghe. Chiếc xe và vợ con, căn nhà là phương tiện. Cái nghiệp của mình là tự mình quân tập. Giống như mình đã nói lại, mình hút thuốc, mình đá gà là mình quân tập cái nghiệp đó. Mình sát sanh là mình quân tập cái nghiệp đó. Thì mỗi ngày thì mình chơi cái gì đó, nó sẽ ra có trò chơi đó. Giống như bây giờ chú Ngôn đi theo thằng Trọng, thì mốt trước sau chú Ngôn phải ăn trộm. Cái nghiệp này tự ta làm, tự ta quân tập nó hàng ngày, thì mình chết cái nghiệp lực này luôn luôn lúc nào đi theo cái không. Cái không nó sẽ nặng đó. Thì từ cái không của mình đến đó, vô bầu thai tinh cha quyết mẹ, thì mình có cái thân là thân tứ đại, đất nước gió lửa, sanh lão bệnh tử. Thì trên hiện tại mình đã có, mà mình quay về cái không là tất cả những gì mình có chỉ là cái phương tiện. Chúng ông nắm rõ không? Chỉ là phương tiện. Sanh diệt là phương tiện, như bong bóng nước trong, như bọt mây bay, giống như một cái ánh mây che bầu trời lại vậy thôi. Từ cái thân tứ đại, và từ cái trí não, và từ cái tâm cũng vậy, sanh diệt liên tục, và nó là không có gì và hiện hữu là chắc chắn chăm chăm hết. Mình không nói từ ảo giác, mà nói nó chỉ là phương tiện. Mình quay về con đường chánh pháp thôi, đừng có âu yếm làm chi, thôi bỏ đi. 40, giống như tôi 45 năm tuổi, tôi sống với nó mà tôi thấy tôi quải luôn đó. Tôi nguyện cái thân này là tôi gỡ về Tây Phương Cực Lạc, 10 Tây Phương ấy. Con gỡ về trả về đất nước gió lửa. 45 năm nay con sống vì cái sanh diệt này. Sanh diệt này nuôi gì? Mình nuôi cái nghiệp nè, bực tức, nóng nảy, ăn uống, ham ăn hốt uống gây lộn, tối ngày sống trong dưới cái nó. Bây giờ phát hiện ra nó giác ngộ được cái, trời ơi, thôi tôi biết, ông ơi, ông làm tôi khổ quá. Dạ, sư huynh cho em hỏi một câu ha. Tại vì em thì cũng không có hiểu rõ nhiều về giáo lý nhà Phật á. Mà trong cái cuộc nói chuyện này thì em có nghe sư huynh nói là khi mà mình bước theo con đường tu á, thì mình sẽ buông bỏ như là sự nghiệp nè. Không phải là buông bỏ sự nghiệp. Dạ. Cái đó là chính là cái đó là cái phương tiện thôi. Dạ. Chứ không phải là giống như thời kỳ Đức Phật đó, không có xúi ai để bỏ vợ bỏ con để mà đi theo Đức Phật quy y. Dạ. Bây giờ những cái điều mà mình đang có đó là chỉ là cái phương tiện thôi, tôi xin lỗi nhắc lại cái lời đó. Dạ. Chứ không phải là tự nhiên mình bỏ nhà, bỏ xe, phải bỏ hết như vậy. Dạ. Thì cái điều đó là chính xác, không phải trong đúng. Không có bỏ nha, sư huynh. Chỉ là cái phương tiện. Dạ. Phương tiện thôi. Mà đều có những cái lời nói á, cái lời nói ngày hôm bữa nay một chút xíu thôi, đừng để vô. Dạ. Là bỏ cái đó. Đừng để vô, nhức đầu lắm. Giống như giờ là tôi nói này, mấy chú đang lên đây mà chút xíu mà tôi buồn á, chút chứ tôi khóc á, mà cái chuyện ngồi đây tôi cũng không nhớ, tôi bỏ được. Tôi sống ngay trong cái hiện tại đó, như vậy sống ngay hiện tại. Trả lời cho chú hỏi. Dạ. Tại vì ý của em cũng hỏi sư huynh về cái ý đó. Sư huynh thì hiểu, sư huynh cũng trả lời luôn rồi. Sư huynh cao nhân. Tại vì em thì không có hiểu nhiều về giáo lý á, nên là em nghe là giống như bỏ vợ bỏ sự nghiệp thì em tưởng đâu là bỏ. Bây giờ mình căn cứ đây nè, mình nói về cái chuyện anh em mình nữa, thì loạn nào mình nói về cái pháp thì mình nói pháp. Dạ. Thì đời sống anh em mình nè, bây giờ chú có một cái tài sản mà tự nhiên kêu chú bỏ đi cho người ta đâu có được, mà cái đó là chỉ là cái phương tiện. Thì giống như cái điện thoại này phải phương tiện không? Cái áo này phải phương tiện không? Mình mượn áo này mặc vô là gọi là phương tiện. Mà cái thân này cũng là cái phương tiện luôn. Mà cái không á, cái không như cô ve này nói á, Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh á, là quay về cái không này là Bồ Tát. Mà chúng sanh á, mà tu tập, mà các vị đại trưởng lão mà tu là từ chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, và tứ chánh cần, tứ diệu đế, bát chánh đạo, mà qua bát chánh đạo là
chánh định, chánh ngữ, chánh niệm, chánh tư duy, chánh tinh tấn. Và bắt đầu mới qua tới lời nói chơn chánh, hành động chơn chánh, nuôi mạng chơn chánh, thân tâm chơn chánh, làm việc chơn chánh, ngồi chơn chánh, nói chuyện chơn chánh, cười chơn chánh, thoải mái chơn chánh, thì trở thành Bồ Tát. Không phải trở thành Bồ Tát và phải học giáo pháp Bát Nhã để mà đi quá độ chúng sanh, đó là kêu bằng Bồ Tát đạo đó. Sư phụ thuyết pháp hay quá. Sao sư phụ được huynh? Dạ huynh. Thuyết pháp chắc sư phụ. Dạ. Thưa chị Quyên, thì cũng nhân dịp trong ngày hôm nay á, chị Quyên cùng với huynh thì cũng đã có mặt ở đây. Em cũng hy vọng rằng sẽ được những lời chia sẻ cũng như là những lời chỉ đường cho quý vị Phật tử gần xa mình có một cái tinh tấn tu tập hơn từ hai vị ạ. Dạ, cá nhân của tôi xin chúc, tôi còn là cô Ben, là tự cô Ben chúc đi này, không có chúc là không có chúc được hai người được, mọi người nói chúc. Tôi xin chúc trước là các vị cô bác lớn và các vị thiếu niên và các chú nhi đồng trong nước và ngoài nước, thì mỗi năm mỗi xã hội nó càng khó, kinh tế và cái cách sống cũng khó khăn, thì tôi thì hôm nay tôi được phép để ngồi cho mấy chú để ghi ghi hình, thì tôi nói lời cái chân thành của tôi. Nay 45 tuổi thì trước là tôi xin chúc các vị được thân tâm an lạc, bình an, gia đình hạnh phúc, rồi lo công việc làm ăn thì nhớ có rảnh dính chút thời gian thì tưởng nhớ Phật trời Chúa để làm gì, để mình nương tựa vào cái nơi đó. Chứ thật chất ra thì tôi cũng có lời để mà xin nói cái cuối cùng cuộc đời thì cũng không đem theo được gì, và mãi ra đi thì cũng không đem theo được gì, cũng giống như mà cái cánh chim nó bay thôi. Thì cái lời tôi cũng xin chúc quý vị thì có nhín chút thời gian hãy tưởng nhớ trời và Phật và Chúa và ông bà của tụi mình thôi. Dạ, tôi cũng xin quan hỷ chúc các vị. Dạ, chúc mạnh thường quân giữ dọn đạo hạnh, thân tâm an lạc. Nam mô Tất Xa Phật Giáo Quốc Tổ Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tất Xa Phật Giáo Quốc Tổ Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tất Xa Phật Giáo Quốc Tổ Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.